Thì giờ mới ra bưu điện lấy một cái đơn hàng nè các bạn, mua 300 ngàn ở ngoài Hà Nội hay gì á, kêu anh đó gói mà anh nói không thèm gói luôn. Rồi giờ mình cắt ra kiển ha. Đây, đây bưu điện nữa, bưu điện Việt Nam ha. Rồi, ok. Có một cái hộp này nữa ha các bạn. Đây, lật mặt lại. Đây, cái bộ Fortress. Hộp rất là đẹp luôn. Đây nè. Sau khi mà rút ra thì bạn đóng gói như thế này. Thấy sao? Cho mình thêm mấy con nhỏ nhỏ này làm gì nữa ta? Mình đâu có lấy mấy con này đâu. Mình tặng cho bạn nhé. Ok, cảm ơn luôn. À, bạn tặng mình cái base này các bạn. Thấy mấy con lính, lính trung cổ. À, cái này là sao lại ở mình? Chắc là nó tụt ra. Đây nè, mấy con cái xe lính trung cổ này nè. Ok, cũng được. Hàng thì các bạn nó đóng từng gói nhỏ như này ha. Ngộ quá, chưa thấy cách gói hàng nào bao giờ luôn. Mini nè. Đây. Cũng được các bạn. Có mấy viên đạn nữa. Có cái thẻ này nữa. Rồi ok. Nói chung là về ráp liền ha. Để kiểm tra. À, đây là mấy con mini các bạn. Bộ này có 6 mini ha. Mini thì đủ. Có gà. Rồi nhưng mà thiếu con heo. Với lại dê thì Lê Bin nó không làm. Nó làm con ngựa các bạn. Nè. Trên hình đó là con dê nè. Nó không có ha. Không là con ngựa. Với lại mình không thấy con heo này các bạn. Với chưa thấy con ngựa luôn. Con ngựa lớn chưa thấy. Đây mình khui ở ngoài này đó mình kiểm luôn ha. À, mình đã khui ngoài bưu điện kiểm luôn. Để tìm được hai con vật tiếp theo ha. Này con này con ngựa vậy. Bị bịt mắt rồi. À, nó là một con chó ha. Đây là con heo. Đây là con heo nhưng mà ở đây là con chó. Ok. Cũng được, không thiếu là được rồi.